Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình xin được cập nhật kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Trưa nay vào ngày 7 tháng 11, đồng loạt tất cả các hãng tin chính thống đều đưa tin người giành chiến thắng là ông Joe Biden với kết quả như sau. Theo hãng tin AP, người giành chiến thắng là ông Joe Biden với số phiếu đại cử tri là 290. Theo hãng tin NBC, người giành chiến thắng cũng là ông Biden với số phiếu đại cử tri là 273. Cũng tương tự, theo hãng CNN, người giành chiến thắng là ông Joe Biden với số phiếu đại cử tri là 273 phiếu. Hãng tin BBC cũng cho rằng ông Joe Biden giành chiến thắng với 273 phiếu. Và theo tờ New York Times, ông Joe Biden giành chiến thắng với số phiếu đại cử tri là 279. Hầu hết tất cả các hãng tin lớn cũng đã công nhận kết quả này và kết luận ông Joe Biden là người giành chiến thắng bầu cử Mỹ năm 2020. Ông Joe Biden sau đó đã đưa ra tuyên bố đầu tiên khi giành chiến thắng. Trong đó ông cảm thấy rất vinh dự khi người dân Mỹ đã đặt niềm tin vào ông và phó tổng thống đắc cử Kamala Harris. Sau khi chiến dịch tranh cử kết thúc, đã đến lúc chúng ta cần phải gạt bỏ mọi sự tức giận và những lời cay nghiệt và xích lại gần nhau như một quốc gia đoàn kết. Đã đến lúc nước Mỹ chúng ta cần phải đoàn kết và hòa giải. Chúng ta là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Không có gì là không thể nếu chúng ta đồng hành cùng với nhau. Đó là tất cả những tuyên bố mới nhất của ông. Theo CNN, ông Biden đang ở nhà riêng và xem được tin tức dự đoán ông là người giành chiến thắng ở bang Pennsylvania và sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Dự kiến, ông sẽ có bài phát biểu trước cả nước Mỹ vào tối ngày 7 tháng 11 theo giờ Mỹ. Ngay sau khi hãng tin AP đã xác nhận ông Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại bang Pennsylvania vào trưa ngày 7 tháng 11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tung ra một tuyên bố nói rằng cuộc bầu cử này vẫn chưa kết thúc và ông Biden chưa phải là người thắng cuộc. Trong tuyên bố mới nhất của mình, ông Trump viết: "Chúng ta đều biết lý do ông Joe Biden vội vàng giả vờ là người chiến thắng và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ấy cố hết sức giúp ông ta. Họ không muốn sự thật này được phơi bày. Thực tế đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc. Joe Biden chưa chứng minh được là người giành chiến thắng ở bất kỳ tiểu bang nào. Đó còn chưa nói đến các bang cần bắt buộc kiểm phiếu lại hoặc các bang mà chiến dịch tranh cử của chúng tôi có cách thức hợp pháp, hợp lệ để có thể xác định người giành chiến thắng cuối cùng. Ví dụ ở bang Pennsylvania, các quan sát viên hợp pháp của chúng tôi không được phép tiếp cận theo dõi quá trình kiểm phiếu." Ông Trump nói: "Các lá phiếu hợp pháp quyết định ai mới là người tổng thống, chứ không phải các cơ quan truyền thông." Ông Trump cũng khẳng định trong tuyên bố. Ông Trump cũng cho biết, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11, chiến dịch tranh cử của ông sẽ bắt đầu quá trình tố tụng để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được ngồi vào chiếc ghế ở Nhà Trắng. Người dân Mỹ được quyền tham gia vào một cuộc bầu cử trung thực, nghĩa là các lá phiếu hợp pháp được kiểm đếm đầy đủ và không kiểm đếm bất kỳ lá phiếu bất hợp pháp nào. Đây là cách duy nhất để đảm bảo công chúng hoàn toàn tin tưởng vào một cuộc bầu cử của chúng ta. Ông Trump cũng cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Biden có những hành vi sai trái nên mới cấm quan sát viên và sau đó đấu tranh trước tòa để họ không thể theo dõi các phòng kiểm phiếu. Chiến thắng của ông Joe Biden đã chứng minh một điều rằng hàng triệu cử tri Mỹ giờ đã quá mệt mỏi với một chính quyền đầy hỗn loạn. Ông Trump hiện trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, thất bại trong chiến dịch tái tranh cử trong hơn 1/4 thập kỷ qua. Chiến thắng này cũng tạo nên một thời khắc lịch sử đối với người đồng hành của ông. Thượng nghị sĩ Kamala Harris của bang California sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức phó tổng thống Mỹ. Bằng chiến thắng này, người sẽ đón sinh nhật thứ 78 trong tháng này đã hiện thực hóa giấc mơ vào Nhà Trắng kéo dài nhiều thập kỷ qua của ông và cũng trở thành người cao tuổi nhất được lựa chọn làm tổng thống. Ông Joe Biden áp dụng một chương trình nghị sự chính thống của Đảng Dân Chủ, hứa hẹn sẽ tạo đà phục hồi cho một đất nước đang có nhiều vết thương. Cuộc bầu cử năm nay có kết quả cuối cùng sau 4 ngày kiểm phiếu đầy căng thẳng ở một số bang chiến trường diễn ra không khác gì một cuộc trưng cầu dân ý về cách điều hành đất nước của ông Trump. Ông né tránh sự chú ý
và những cử tri dù thích ông hay không thích đều đưa ra những phán xét của mình về nhiệm kỳ của ông. Thế nhưng ngay từ đầu cho đến cuối chiến dịch của mình, ông Biden luôn đặt sự tập trung nhằm vào ông Trump, nhắc tới ông Trump nhiều nhất có thể. Điều này có thể đã giúp ông Joe Biden giành chiến thắng ở những bang vốn là thành trì của Đảng Dân Chủ ở vùng công nghiệp Trung Tây. Ông tạo nên một liên minh gồm những người sinh sống ở vùng cận đô và những vùng cận thành phố. Ở vùng cận đô và cư dân thành phố để rồi giành ít nhất 3 bang mà ông đã từng để mắt trong bầu cử năm 2016. Thế nhưng cho dù ông Trump đã ra khỏi Nhà Trắng, cử tri vẫn gửi đi một tín hiệu bất chắc về việc ông Biden khó có thể điều hành một chính quyền mới như ý muốn khi mà Đảng Dân Chủ để mất nhiều ghế tại Hạ Viện, trong khi chỉ giành được thêm ít ghế tại Thượng Viện. Ngoài ra, dù ông Trump thất bại, nhưng ông vẫn giành được sự mến mộ của rất nhiều cử tri da trắng và có cả những đồng cộng sinh và những cộng đồng sinh sống ở khu vực nông thôn, khiến ông Biden khó có thể thực hiện lời cam kết hàn gắn một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc. Kết quả của cuộc bỏ phiếu xuất hiện trong mấy ngày qua nhận được sự quan tâm lớn bởi các lá phiếu được kiểm đếm một cách chậm chạp, gặp khó khăn bởi những thách thức pháp lý và kiện tụng, và do áp dụng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện để bảo vệ người dân khỏi COVID-19. Do lá phiếu bầu qua bưu điện đến chậm hơn nên ban đầu lợi thế dường như nghiêng về phía ông Trump. Nhưng khi các thành phố lớn ở Trung Tây và miền Tây nước Mỹ bắt đầu công bố kết quả kiểm phiếu, lợi thế lại nghiêng về phía ông Biden. Đến chiều thứ Tư giờ Mỹ, ông Joe Biden đã xây dựng lại được cái gọi là bức tường xanh ở Trung Tây và giành lại được tất cả các bang chiến trường vốn thuộc về Đảng Dân Chủ, gồm Wisconsin, Michigan mà ông Trump đã giành được cách đây 4 năm. Và đến hôm thứ Bảy, ông đã giành lại tất cả bang Pennsylvania. Mặc dù ông Trump không muốn tuyên bố chiến thắng sớm, nhưng đã trở về quê hương của mình vài lần để thể hiện rõ sự tự tin chiến thắng của ông, cùng lúc kêu gọi người dân toàn quốc kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù giành được số phiếu phổ thông cao nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ, nhưng ông Biden vẫn đưa ra một tuyên bố mang tính hòa giải. Ông nói sẽ sớm đến lúc để đoàn kết và hàn gắn như một quốc gia. Ông nói sẽ sớm đến lúc để đoàn kết, hàn gắn và chung tay như một quốc gia. Trên thực tế, bang cuối cùng mang đến thắng lợi cho ông Biden, giúp ông giành 270 phiếu đại cử tri để tuyên bố đắc cử, chính là Pennsylvania. Trong lúc chuẩn bị lời tuyên thệ của mình, ông Biden sẽ trở về Washington để đối mặt với hàng loạt các cuộc khủng hoảng. Ông sẽ phải nhanh chóng đảm bảo về việc phân phối chủng vaccine ngừa COVID-19 hiệu quả, phục hồi lại nền kinh tế đất nước chịu tổn thương ghê gớm do đại dịch và giải quyết các vấn đề liên quan sâu sắc tới chủng tộc, hệ thống cảnh sát cùng các cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và ông sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đó trong một quốc hội bị phân cực so với Thượng viện, nơi ông đã rời khỏi cách đây một thập kỷ, khi mà hai đảng đang cực kỳ chia rẽ. Nếu như ông Biden không thể làm cây cầu nối thu hẹp sự khác biệt trên cương vị Tổng thống và nhận được một sự cố vấn hợp pháp từ phía Đảng Cộng Hòa, ông sẽ phải đối mặt với sức ép ghê gớm. Từ chính nhánh cấp tiến trong đảng của mình phải từ bỏ cách tiếp cận hòa giải, thay vào đó một đường lối mang tính chiến đấu hơn. Và một trong những phép thử quan trọng nhất đối với nhà Và một trong những phép thử quan trọng nhất đối với chính quyền Biden chính là việc ông phải hàn gắn sự chia rẽ đang tăng dần trong chính đảng của mình.